Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Tech One Channel. Như các bạn cũng đã biết thì các smartphone hiện nay, cấu hình của chúng đang dần được bão hòa đi. Và như vậy thì nhiều người sẽ không còn quan trọng đến những tiêu chí cấu hình nữa, mà thay vào đó họ sẽ chú trọng vào những cái tiêu chí khác, cụ thể là pin chẳng hạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn top 5 chiếc smartphone theo mình là đang đáng mua nhất ở điểm hiện tại mà nó đặc biệt nhấn mạnh đến tiêu chí về pin nhé. Xếp đầu trong danh sách này, mình muốn đề cập đến những sản phẩm thuộc dòng Redmi đến từ Xiaomi và chiếc máy đại diện cho series này mà mình đã chọn ra đó là Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Sở hữu dung lượng pin lên đến là 4.000 mAh thì chắc chắn các bạn sẽ không phải lo chiếc máy của mình bao giờ sẽ hết pin nữa. Thời gian thực tế khi sử dụng, theo như mình đánh giá trong quá trình trải nghiệm thì nó sẽ rơi vào khoảng là 2 ngày thoải mái với mọi tác vụ tổng hợp. Và với việc được tích hợp thêm sẵn cả Quick Charge 2.0 thì các bạn hoàn toàn không cần phải quá lo lắng trong quá trình sạc pin của máy, vì với chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi thì viên pin khủng của máy đã được sạc đầy rồi. Và mặc dù được trang bị viên pin khủng như vậy, tuy nhiên thì thiết kế của Xiaomi Redmi Note 3 Pro vẫn được Xiaomi tối ưu hóa khá tốt, đem lại cảm giác cầm nắm là cực kỳ ôm tay và thoải mái. Hiệu năng trên chiếc máy này cũng không phải là hạng xoàng, bởi vì xử lý Snapdragon 650 cực mạnh, xử lý trơn tru mọi tác vụ một cách mượt mà nhất có thể. Và tuy chỉ là một chiếc máy thuộc dòng giá rẻ, nhưng nó vẫn được trang bị thêm cả cảm biến vân tay ở phía mặt sau lưng, quả thật là quá tuyệt vời đúng không nào? Hiện tại thì chiếc máy này đang được bán ra tại Tech One với cả hai loại mặt hàng là chính hãng và sách tay. Về mức giá thì các bạn như đang thấy ở trên hình đây. Chiếc máy tiếp theo trong danh sách này cũng sẽ là một sản phẩm đến từ Xiaomi, đó là Xiaomi Mi Max. Chiếc phablet này của Xiaomi gây khá nhiều tranh cãi về vấn đề kích thước, khi nhiều người cho rằng nó quá to để được coi là một chiếc điện thoại với kích thước màn hình lên đến là 6,44 inch. Tuy nhiên thì nó lại cực kỳ thích hợp cho những ai muốn sở hữu một chiếc điện thoại kích thước lớn để giải trí, cài game và xem phim. Dù cho có màn hình kích thước lớn là vậy, nhưng cảm giác cầm nắm trên Mi Max lại cực kỳ là ôm tay, với mặt lưng bo cong cũng là nơi đặt cảm biến vân tay. Hiệu năng cực tốt với con chip Snapdragon 650 hoặc 652 tùy phiên bản mà các bạn lựa chọn. Và lý do chính để chiếc máy này có mặt trong video ngày hôm nay đó chính là dung lượng pin cực kỳ khủng, lên đến là hơn 4.800 mAh. Cho thời gian sử dụng theo như mình đánh giá là rơi vào khoảng 2 ngày thoải mái cho mọi tác vụ. Hiện tại thì chiếc Xiaomi Mi Max này đang được bán ra tại Tech One với hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất sẽ có RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, sử dụng pin xử lý là Snapdragon 650 với giá là 4.100.000. Còn với phiên bản Xiaomi Mi Max RAM 3GB với bộ nhớ trong là 32GB, chạy có chip Snapdragon 650 sẽ có giá hơn một chút, đó là khoảng 4.900.000. Rất là hời cho một chiếc máy như thế này đúng không nào? Chiếc máy thứ ba cũng tên là Max nhưng không đến từ Xiaomi mà đến từ một tên tuổi của Đài Loan là Asus Zenfone Max. Chiếc máy này đặc biệt nhấn mạnh về dung lượng pin, với thỏi pin dung lượng là 5.000 mAh và với lượng màn hình kích thước là 5,5 inch đi kèm trên chiếc máy này chỉ có độ phân giải là HD, vậy nên thời gian sử dụng trên chiếc máy này sẽ là cực kỳ ấn tượng, với thời gian sử dụng là 3 ngày cho mọi tác vụ tổng hợp. Hơn nữa thì máy cũng có chức năng sạc cho một chiếc máy khác, đóng vai trò như một viên pin dự phòng cực kỳ là tiện dụng. Ngoài ra thì chiếc máy này cũng có một hiệu năng đủ dùng với con chip Snapdragon 410, camera cũng là khá ổn với những người ít chụp ảnh như mình. Hiện tại thì chiếc máy này cũng đang được bán ra tại Tech One với một mức giá cũng khá là tốt, khoảng 3.700.000. Cũng với tiêu chí kích thước của một phablet với dung lượng pin cực khủng, chiếc máy này đến từ nhà sản xuất Hàn Quốc Samsung mang tên là Galaxy A9 Pro. Sở hữu một kích thước lớn do màn hình đi kèm là 6 inch với độ phân giải là Full HD, nhưng cảm giác cầm nắm trên chiếc máy này cũng không hẳn là quá khó khăn. Thiết kế sang trọng đến từ sự kết hợp giữa kim loại và kính đặc trưng của dòng A016 đến từ Samsung. Và với việc chiếc máy này là chiếc máy đầu bảng của series này thì A9 Pro không phải là ngoại lệ rồi. Cấu hình được trang bị trên A9 Pro cũng là vô cùng ấn tượng, với con chip Snapdragon 652 vô cùng mạnh mẽ. Dung lượng RAM đi kèm là 4GB thì chắc chắn là dù cho bạn có chơi game nặng hay mọi nhu cầu nào khác thì máy cũng sẽ hoàn toàn đáp ứng tốt cho bạn thôi. Bộ đôi camera trên chiếc máy này cũng là cực kỳ ấn tượng, với khẩu độ lớn đều là f/1.9. Về camera của chiếc máy này thì có lẽ mình sẽ bật mí cho một video sau mà mình đang chuẩn bị thực hiện. Dung lượng pin đi kèm trên chiếc máy này sẽ là 5.000 mAh, tương tự như trên Zenfone Max. Tuy nhiên do kích thước màn hình cũng như là độ phân giải lớn hơn nên thời gian sử dụng của chiếc máy này sẽ hao hụt đi một chút, nhưng các bạn cũng vẫn sẽ có thời gian sử dụng của chiếc máy này rơi vào khoảng là 2 ngày với các công việc tổng hợp. Hiện tại thì sản phẩm này cũng đang được bán ra tại Tech One với mức giá rất tốt là khoảng 12 triệu đồng. Chiếc máy cuối cùng trong danh sách này sẽ là một chiếc máy đến từ Apple, đó là iPhone 6 Plus. Tuy viên pin không được lớn so với những chiếc máy xếp trên, nhưng với nền tảng hệ điều hành iOS cùng với sự tối ưu cực tốt đến từ táo khuyết thì chiếc máy này vẫn dễ dàng cho thời gian sử dụng lên đến là 2 ngày. Ngoài ra thì hiệu năng của chiếc máy này cũng là vô cùng tốt. Máy chạy cực kỳ mượt mà và ổn định dù cho đã có tuổi đời được hơn 2 năm. Và chắc chắn với việc iPhone 7 được ra mắt thì chiếc máy này sẽ giảm giá và độ hot của chiếc máy này trong thời gian tới chắc chắn cũng sẽ được tăng lên. Hiện tại Tech One thì đang bán rất nhiều phiên bản của chiếc iPhone 6 Plus này và với mức giá thấp nhất khoảng 8.900.000 thì các bạn đã có thể sở hữu ngay phiên bản thấp nhất của chiếc máy này rồi. Khá là tốt đúng không nào? Ok, và vừa rồi thì mình vừa gửi đến cho các bạn top 5 chiếc smartphone pin trâu mà theo mình là rất đáng mua ở thời điểm hiện tại. Với cá nhân mình, nếu mình được chọn trong số đó thì mình sẽ lựa chọn chiếc Xiaomi Redmi Note 3 Pro.
Còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ thích chiếc máy nào nhất trong 5 chiếc máy vừa rồi? Hay còn chiếc máy nào mà các bạn muốn gửi đến cho mình nữa thì hãy comment xuống phía dưới video nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thứ hai, thông số cấu hình tốt. Với thông số của BlackBerry Passport chắc cũng chẳng ai xa lạ gì. Máy sẽ sở hữu con chip cực kỳ mạnh mẽ đến từ Qualcomm là Snapdragon 801 với dung lượng RAM được trang bị sẽ là 3GB, bộ nhớ trong sẽ là 32GB. Với bộ thông số như vậy thì chắc chắn máy sẽ cho người dùng những trải nghiệm cực kỳ là mượt mà và sẽ rất khó để tìm ra được một khoảnh khắc mà chiếc máy này của chúng ta bị giật lag.